Những năm gần đây, ngày càng nhiều các thanh niên viết đơn xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số ấy còn có cả những gia đình, có hai người cùng tình nguyện. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là mong muốn trở thành bộ đội Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, được cống hiến sức trẻ cho quân đội, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Những ngày cuối năm này, căn nhà nhỏ trong xóm đạo Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi luôn có người thân, bạn bè, chính quyền và các tổ chức xã hội đến thăm động viên hai thanh niên Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 2001 và Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2005. Dù trong diện được tạm hoãn, song với mong muốn được tiếp nối truyền thống ông cha, thực hiện nghĩa vụ của mình để phục vụ quân đội, Nguyễn Văn Tấn đã viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ cùng người em trai mình đợt này. Những năm trước thì cháu có đi khám với các bạn thì chỉ tiêu của cháu là không được đạt. Thì năm nay thì bắt đầu cháu đi khám thì cháu được đạt sức khỏe lại tốt. Thì cháu có mấy cả em cháu thì có bàn với nhau, năm nay thì cháu cũng tình nguyện đi, mấy cả em cháu cũng đi. Cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thành những công việc được giao. Muốn làm sao các con đi thì cũng cố gắng để theo gương ông nội, ông ngoại, bố giữ cái lề lết theo truyền thống của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm này, 16 thanh niên của xã Quang Vinh được tuyển chọn nhập ngũ đều đã nhận lệnh với tư tưởng vững vàng chờ ngày nhập ngũ. Trong thời gian tới, là chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo đến các tổ chức chính trị, các cơ sở thôn thường xuyên quan tâm các gia đình, các đến gia đình và bản thân các cháu đảm bảo sức khỏe và có các hình thức giao lưu văn hóa văn nghệ để làm cho các tâm lý của các cháu thật là vui vẻ để có cái động lực để lên đường nhập ngũ đảm bảo an toàn. Đặng Ngọc Khang và Đặng Tuấn Khang, sinh năm 2006 ở phường Phùng Chí Kiên, là một trong hai cặp song sinh ở thị xã Mỹ Hào cùng viết đơn xin được nhập ngũ đầu năm 2024. Dẫu biết sau khi hai con trai lên đường thì sẽ vất vả hơn, vắng vẻ hơn, song người mẹ đơn thân này vẫn rất vui, bởi đây là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Tôi cũng muốn là cho hai em nó đi một lúc vì là tôi cũng qua tuổi rồi. Để cho cháu hai đem về thì tôi cũng thanh nhàn một tí. Vì là hai cháu nó cũng muốn tự nguyện đi, cho tròn trách nhiệm mà đi bộ đội để cho cháu nó cứng rắn con người lên. Trên đây là những thanh niên tiêu biểu, luôn mang trong mình tinh thần cách mạng, truyền thống anh hùng của dân tộc. Thời điểm này, tất cả đều đang háo hức, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.